Vâng, và rất là vui mừng được gặp lại tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của Tiki Audio. Và ngày hôm nay thì như các bác đang thấy đây là một cấu hình combo karaoke gồm các thiết bị, một đôi loa full C12, một chiếc siêu trầm bass 40 với cái model là S1500. Và trên đây là một chiếc đẩy D500 Pro cũng như là một chiếc vang KM360. Và nói thêm với các bác một chút, đây chính là tất cả những cái thiết bị mang thương hiệu WeWood. Ngày hôm nay em sẽ set cho các bác một cấu hình đồng bộ thương hiệu WeWood để chúng ta chơi đa dạng các không gian khác nhau. Và đặc biệt đối với một cấu hình combo karaoke như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi trong những không gian cực kỳ lớn, 100m², thậm chí là 105m², và chúng ta có thể mang ra ngoài trời để dùng cho những cái sự kiện, những cái event nhỏ nhỏ. Chúng ta sẽ không phải tốn thêm tiền để chúng ta thuê những cái bộ âm thanh ngoài của những anh em đi làm event ngoài nữa. Tại sao ngày hôm nay thì em có đưa vào một cấu hình như thế này? Thì chính vì cái điểm đặc biệt, một cái điểm nổi bật rất ăn điểm của cái dòng loa full C12 này. Khi chúng ta chơi trong những cái không gian bé hơn, có thể là 40m, 30m, 45m, thì đối với một cái độ nhạy lên tới 97 dB, thì việc khai thác ở một cái mức âm lượng nhỏ, những chiếc đẩy có thể khiêm tốn về công suất đối với đôi loa C12 này thì hoàn toàn có thể chơi được, chơi đa dạng, chơi rất là hay cho các bác. Và đối với chiếc đẩy D500 Pro này thì việc chúng ta chơi một đôi C12 cũng được, và chúng ta có thể chơi được hai đôi C12 như thế này, thì với công suất của chiếc đẩy D500 Pro này, nó sẽ gánh cho các bác hoàn toàn đầy đủ, cũng như là cái chất âm mang lại, những cái công suất nó đưa ra sẽ giúp cho tất cả những cái thiết bị từ đẩy cho đến loa siêu trầm nó sẽ đạt được một cái tín hiệu, một cái ngưỡng công suất vừa đủ để nó bộc lộ hết những khả năng trên những cái con chip, cũng như là những chiếc mạch, nó sẽ đưa ra cho chúng ta những công suất và những cái đường tiếng rất là hay. Và đối với chiếc đẩy D500 Pro này thì hiện tại Tiki Audio đang phân phối cho các bác với giá là 7 triệu đồng. Và trên đây thì em đang có ghép cùng với một chiếc vang KM360. Đây là một cái sản phẩm vang số chỉnh cơ. Đây là sản phẩm cao nhất, cao cấp nhất và có giá tiền cao nhất trong showroom của Tiki với mức giá là 3.500.000 đồng. Tại vì sao em không đưa những cái sản phẩm vang nó thấp hơn? Tại vì khi chúng ta đang chơi ở một cái ngưỡng, nó không những là phục vụ cho vấn đề hát karaoke gia đình nữa, mà đây là một cái cấu hình có thể mang ra ngoài trời chơi ở những sự kiện, thì việc có một chiếc vang chất lượng, một chiếc vang có thể xử lý được rất là nhiều những cái tình huống hoặc là những cái tần suất khi chúng ta chơi ở không gian lớn, thì đương nhiên nhiều người hát hơn, có thể dùng 2 mic, 4 mic, có thể thậm chí là 6 mic, chúng ta sẽ dùng một chiếc vang chất lượng thì nó sẽ căn chỉnh và trộn tất cả những cái tín hiệu, những cái đường tín hiệu mà chúng ta mong muốn, thì nó sẽ mang lại một cái chất âm cực kỳ hay. Và chắc chắn rồi, thì sau khi giới thiệu cho các bác xong thì em sẽ hát một bài, hát karaoke để cho các bạn thấy được cái công dụng cũng như là cái công suất đưa ra, và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm được cái chất âm, cái đường tiếng của cặp loa C12 sau khi đã được xử lý bởi một chiếc đẩy D500 Pro và chiếc vang 3K KM360. Và đối với phiên bản WeWood S1500, đây là dòng sub điện bass 40 với công suất max có thể lên tới 1000W, giúp chúng ta chơi được thoải mái những cái nền nhạc, những cái chất nhạc được sử dụng nhiều, những cái nhạc cụ điện tử. Nó sẽ mang lại một chất âm, nó sẽ khống chế và đưa ra một cái giải siêu trầm cực kỳ tốt, nó sẽ rất là sạch và uy lực. Ba lỗ thông hơi ở bên dưới thì chúng ta có thể thấy, vì cái thiết kế ba lỗ thông hơi như thế này, chúng ta có thể tưởng tượng được rằng cái công suất và cái áp suất từ cái vỏ thùng trong hộp cộng hưởng nó đưa ra như thế nào, thì cái việc mà chơi thoải mái ở những cái công suất cái ngưỡng là 800W đến 1000W thì đấy là một điều cực kỳ có thể, chắc chắn là có thể, và đương nhiên em đã thử. Và đối với phiên bản này thì cũng có rất là nhiều các bác đặt mua về, một chiếc cũng có, mà có những bác mua 2 chiếc về để dùng cho những cái cấu hình combo để mang ra đi làm sự kiện. Đây chúng ta có thể thấy đây, nhà thiết kế đã đưa ra một cái lỗ cắm loa full
Thì đương nhiên rồi, những cái dòng như thế này, thiết kế e can sắt rồi cũng như là cái vỏ thùng được sơn sần chống xước như thế này, nó sẽ phục vụ rất tốt, có khả năng dã chiến trong một thời gian rất là dài. Khi chúng ta mang ra ngoài vận chuyển đi vận chuyển lại thì nó sẽ không bị chảy xước cũng như là móp méo, hay là những cái thiết bị bên trong, những cái mạch ở cũng như là những cái khung xương cố định loa nó sẽ không bị xê dịch. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong một cái thời gian dài dã chiến. Và điều đặc biệt hơn vẫn là một cái sự hậu đãi, một cái sự hậu mãi đối với tất cả các khách hàng. Khi mua cho mình một cấu hình combo karaoke từ Tiki Audio thì bên em vẫn có tặng cho các bác một chiếc một bộ mic không dây. Và đây là trong cái thời gian này thì bên em đã được hãng hỗ trợ tặng cho các bác một bộ mic không dây mang thương hiệu Bose với phiên bản là BS77725 mã. Thì khi các bác đặt hàng bên em, nhấc máy lên gọi điện cho bên em và bên em sẽ chốt hàng. Và tất cả những cái công đoạn cũng như căn chỉnh cũng như là thử tất cả những cái tín hiệu của những cái sản phẩm đi kèm cũng như là những dây rắc bên em mà tặng cho các bác thì sẽ có một quãng thời gian là bên em sẽ dùng trong việc là test đồ, căn đồ và căn chỉnh sẵn cho các bác. Về các bác chỉ việc cắm dây vào và bật nguồn lên và chúng ta tăng giảm volume chúng ta chơi thôi. Khi đối với Tiki Audio thì bất cứ một cái sản phẩm nào khi các bác đặt hàng thì bên em đều sẽ miễn phí hoàn toàn cho các bác 100% tiền chi phí vận chuyển và tặng cho các bác đầy đủ những cái dây rắc các bác có thể kết nối. Đối với các bác mà mua những sản phẩm nhỏ lẻ rồi thì các bác dùng sản phẩm đấy kết nối với thiết bị gì thì bên em sẽ hỏi các bác và sẽ tặng cho các bác dây rắc kết nối phù hợp. Cũng như những cái bộ combo karaoke như thế này cũng vậy, thì sẽ tặng cho các bác đầy đủ hết tất tần tật, các bác về chỉ việc đối với vào và sử dụng. Các bác nếu như đang sinh sống hoặc là cần lắp những bộ thiết bị, cần những bộ thiết bị như thế này ở một cái khoảng cách cách Tiki Audio khoảng tầm 5-60 km thì bên em sẽ cho đội ngũ anh em kỹ thuật xuống tận nơi lắp đặt cho các bác, bàn giao cho các bác, sau đấy bọn em sẽ tính tiền về. Còn nếu như các bác ở xa thì có thể gọi điện cho bên em, đặt cọc cho bên em một chút, gọi là tiền chi phí vận chuyển thì bên em sẽ cho anh em test đóng gói hàng và sẽ đưa các bác gửi cho nhân viên bưu điện, và nhân viên bưu điện sẽ có trách nhiệm là mang đến tận nhà cho các bác, lắp đặt cho các bác xong xuôi các thứ thiết bị, các bác test ok bên em mới nhận tiền. Chính vì vậy luôn luôn Tiki Audio luôn luôn nhận được nhiều hơn nữa những cái tình cảm của các bác, vì cái sự ưu đãi cũng giống như cái chính sách mà bên em hướng đến khách hàng, tạo cho khách hàng một cái sự thoải mái, một cái sự tin tưởng yên tâm nhất định. Và không phải đợi lâu nữa thì sau đây thì em sẽ hát một bài hát karaoke để cho các bác nghe và cảm nhận cái chất âm của cấu hình combo karaoke, gồm một đôi loa C12, dòng loa full bass 30, công suất đặt mắc 500W và một chiếc đẩy S1500 mang thương hiệu Wewood, chiếc đẩy D500 Pro và chiếc vang KM360, và đặc biệt hát trên chính bộ mic bên em khuyến mại cho các bác để các bác có thể thấy được chất âm nó sẽ như thế nào. Vâng, và sau đây thì em sẽ hát một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường, bài hát được mang tên Về Nghe Gió Kể. Xin mời các bác cùng đeo tai phone vào, chúng ta sẽ cùng nghe và cảm nhận những cái chất âm mang lại từ cấu hình combo này. Xin cảm ơn tất cả các bác. Gọi gió xôn xao hình thang đại ngàn, theo ngọn gió đi hoa về với buôn mê núi đời cà phê xanh ngút ngàn. Ơi
thương về nơi ấy, thênh thang đại ngàn. Mai này rơi xa em có quên ta, xin gửi chút nắng cho ta lại về. Xin gửi chút nắng cho ta lại về.